con nào cũng khô lắm rồi nha anh em, còn lên nguồn này nó nhỏ nhỏ mà cái anten là như nó không rõ sao cá biết câu đại anh em. Cấu hình nó nè, cái lò nó kinh lắm anh em, cái lò nó trùm mình lại nha này, cái lò nó cái này sao lò là siêu cố này, nó có hát nhỏ nhỏ này nè, cái anten của ta này mình rồi rồi nó dò lại thôi con. Chuyển kênh bên này nè, nó muốn vô đài anh em, được coi lại nha, hôm nay bán rẻ cho anh em nha, hôm nay bán cho anh em dây điện là an toàn đi. Này cho anh em coi cái lò của nó này, thích mỗi cái lò không, lò này hôm nay bán cho anh em 2,5 triệu nha, 2,5 triệu vừa coi lại nha, ok chưa, bạn con đài Citadel bình thường bán dẫn thôi, nắp của nó còn đây, chút xíu mình chụp hình cho anh em, cần Zalo số này nha anh em, tại mình đánh mình sẽ test hết mấy con đài, nhiều quá xa bớt nha.